Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam 2023 và Hội trợ Làng nghề lần thứ 19 năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023 nhằm bảo tồn, tái hiện và phát huy bản sắc các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, hình thành các nét văn hóa đương đại của làng nghề Việt Nam. Trong đó, lấy các làng nghề của thành phố Hà Nội làm trung tâm để lan tỏa đến các địa phương khác. Thông tin từ ban tổ chức tại buổi giới thiệu về sự kiện này cho biết, những hoạt động của festival sẽ có phần tạo nên không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức sản xuất kinh doanh sản phẩm làng nghề, tôn vinh các nghệ nhân thợ giỏi, người lao động trong các làng nghề, đồng thời quảng bá, giới thiệu các làng nghề, phố nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước, từ đó từng bước thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển du lịch trong các làng nghề. Theo lãnh đạo Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp AgriTrade, Festival làng nghề Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức có quy mô lớn với các sự kiện chính gồm lễ vinh danh các nghệ nhân thợ giỏi, lễ khai mạc festival, hội trợ quốc tế với hơn 300 gian hàng giới thiệu các sản phẩm làng nghề ô cốp. Trong đó có hơn 20 gian hàng đến từ các quốc gia Indonesia, Liên bang Nga, Lào, Thái Lan, v.v. tham dự.